Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ vẫn chưa hoàn toàn khép lại, song đến thời điểm này, mọi thứ dường như đã an bài. Đảng Cộng Hòa đã cầm chắc chiến thắng tại Hạ viện. Còn ở Thượng viện, Đảng Dân Chủ đã chắc chắn duy trì quyền kiểm soát. Cán cân quyền lực mới sẽ ảnh hưởng ra sao tới các chính sách trong 2 năm tới của nước Mỹ, đặc biệt là về đối ngoại? Đây là câu hỏi đang được nhiều người đặt ra. Việc Đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện và Đảng Cộng Hòa nắm Hạ viện không mang đến nhiều thay đổi tới chính sách đối ngoại của Mỹ 2 năm tới. Đó là nhận định của hầu hết các chuyên gia cho tới thời điểm này. Chẳng hạn, trong vấn đề thu hút sự quan tâm lớn nhất về đối ngoại của nhiều nước hiện nay là xung đột ở Ukraine, Washington được dự đoán sẽ tiếp tục viện trợ kinh tế, quân sự cho Kiev, trong khi duy trì trừng phạt toàn diện với Moscow. Mặc dù không loại trừ khả năng, Quốc hội sẽ cố gắng hạn chế quy mô hoặc ràng buộc các khoản viện trợ này với quá trình đàm phán nếu có. Một trong những vấn đề được đánh giá thấp trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump là việc ông ấy đề xuất một số chính sách gây chia rẽ giữa hai đảng trong Quốc hội, chẳng hạn như việc đề xuất cắt giảm viện trợ quốc tế, viện trợ cho các tổ chức quốc tế ngoại giao. Tôi cho rằng, với việc Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện, có một số vấn đề chúng ta có thể nhận thấy sự thay đổi trong chính sách của Mỹ là vấn đề Ukraine. Với khả năng, phe Cộng Hòa sẽ có nhiều nỗ lực hơn trong việc ngăn chặn một số hình thức viện trợ quân sự nhất định. Một quan điểm nhất quán khác của Mỹ là lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Nhiệm kỳ vừa qua, một trong những chiến thắng quan trọng tại lưỡng viện của ông Joe Biden là đạo luật CHIPS, cung cấp hàng trăm tỷ đô la Mỹ để tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn. Trong bối cảnh Thượng viện và Hạ viện do hai đảng khác nhau kiểm soát, Trung Quốc có thể là vấn đề hiếm hoi nhận được sự đồng thuận lớn từ lưỡng viện. Chính sách của Mỹ tại khu vực châu Á đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại nói chung của Mỹ, có sự thống nhất giữa hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đối với mối đe dọa từ Trung Quốc. Và tôi cho rằng sẽ có những thỏa thuận giữa chính quyền Tổng thống Biden và phe Cộng Hòa tại Hạ viện trong việc ứng phó với sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, cuộc bầu cử giữa kỳ này cũng tác động nhất định tới chính sách đối ngoại của Mỹ. Một yếu tố khác là Hạ viện, nơi Đảng Cộng Hòa sẽ kiểm soát, có thể tổ chức các phiên điều trần về các chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden, chẳng hạn như việc rút quân khỏi Afghanistan. Như vậy, dù không mang lại nhiều thay đổi đáng kể, song bầu cử giữa kỳ Mỹ ít nhiều tác động tới chính sách đối ngoại của nước này thời gian tới. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã triệu tập cuộc họp khẩn về vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và New Zealand. Cuộc họp diễn ra bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 đang diễn ra ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các nước đã lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Hành động gần nhất của Triều Tiên đã vi phạm hàng loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vụ phóng tên lửa này làm mất ổn định an ninh trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng tình hình một cách không cần thiết. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo đã gọi những hành động của Triều Tiên là không thể chấp nhận được, trong khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phản đối Triều Tiên thử tên lửa với tần suất chưa từng có. Chúng tôi mạnh mẽ phản đối Triều Tiên đã lặp lại những hành động khiêu khích với tần suất chưa từng có. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Nhật Bản không thể chấp nhận điều này. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 18 tháng 11 cho biết đã phát hiện một tên lửa đạn đạo tầm xa được bắn từ khu vực Sunan tại Bình Nhưỡng vào lúc 10 giờ 15 theo giờ địa phương, tức 8 giờ 15 theo giờ Việt Nam. Cả Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nhận định tên lửa của Triều Tiên có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ khi có thể bay xa tới 15.000 km. Tên lửa này đã bay được khoảng 1.000 km và đạt độ cao 6.000 km, rơi xuống khu vực cách đảo Oshima của tỉnh Hokkaido 200 km về phía Tây. Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội nước này phóng tên lửa nhỏ hơn và cảnh báo sẽ đáp trả quân sự dữ dội, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ tổ chức các cuộc tập trận không quân chung, trong đó có sử dụng máy bay chiến đấu F-35A. Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên lựa chọn con đường ngoại giao thay vì tiến hành liên tiếp các vụ thử tên lửa gây mất ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định cánh cửa dành cho ngoại giao vẫn chưa đóng.
Tập đoàn thương mại điện tử Amazon của Mỹ thông báo đang tiến hành sa thải nhân viên sau nhiều ngày rộ lên đồn đoán tập đoàn này sẽ trở thành tập đoàn công nghệ mới nhất công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Trong bản ghi nhớ nội bộ đăng tải trên trang web của Amazon, giám đốc điều hành Andy Jassy tuy không tiết lộ số lượng nhân viên bị sa thải, nhưng cho biết quá trình này đã bắt đầu và sẽ tiếp tục được thực hiện vào đầu năm tới. Sẽ có thêm nhiều vị trí bị cắt giảm khi ban lãnh đạo công ty tiếp tục có các điều chỉnh. Các nhóm đầu tiên chịu tác động là những nhân viên thuộc bộ phận thiết bị bán lẻ điện tử của Amazon. Các cửa hàng kinh doanh theo hình thức truyền thống cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trước đó, ngày 14 tháng 11, tờ New York Times đưa tin Amazon có kế hoạch cắt giảm 10.000 nhân viên. Con số này có thể thay đổi, nhưng đây được xem là đợt cắt giảm lớn nhất trong lịch sử 28 năm hoạt động của tập đoàn thương mại điện tử do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập. Sáng nay tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về công tác tổ chức đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 11 tới tại Hà Nội và Quảng Ninh với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là kỳ đại hội đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Thế giới được tổ chức tại Việt Nam. Hội đồng Hòa bình Thế giới là cơ quan lãnh đạo phong trào hòa bình thế giới, có cơ cấu quốc tế lớn nhất hiện nay với 135 tổ chức thuộc các đảng Cộng sản và cánh tả thuộc trên 100 quốc gia. Trải qua hơn 70 năm phát triển, Hội đồng đã trở thành một bộ phận cấu thành phong trào hòa bình thế giới, hợp tác chặt chẽ với các phong trào quốc tế và các quốc gia khác nhằm mục tiêu thúc đẩy nền hòa bình chung của nhân loại. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trưởng ban tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới cho biết, Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới được tổ chức ở Việt Nam là sự kiện nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13, chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, cũng như nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Sự kiện này cũng cho thấy đóng góp tích cực của Việt Nam đối với các hoạt động của Hội đồng nói riêng và phong trào hòa bình thế giới nói chung. Đại hội sẽ có sự tham dự của khoảng 200 đại biểu, trong đó khoảng 100 đại biểu và khách mời đến từ 49 quốc gia trên thế giới thuộc gần 60 tổ chức thành viên của Hội đồng Hòa bình Thế giới và khoảng 100 đại biểu Việt Nam. Đại hội sẽ có rất nhiều sự kiện diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội và Quảng Ninh. Tại hội nghị COP27 về biến đổi khí hậu diễn ra tại Ai Cập, một nghệ sĩ đang trưng bày những tác phẩm tái chế mang hình dáng những loài vật đang gặp nguy hiểm. Mục đích là để nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu. Nghệ sĩ người Ai Cập Walid Al-Sepini đã làm nên những tác phẩm các loài bị đe dọa như gấu trúc, tê giác và đồ biển. Anh muốn phát đi thông điệp về những mối nguy hiểm mà các loài này đang gặp phải và cách bảo vệ chúng. Ngoài ra, nghệ sĩ El Sabini cho biết anh dùng những vật liệu tái chế để nâng cao nhận thức về vấn đề rác thải. Anh hy vọng mọi người có thể tìm cách sử dụng phế liệu thay vì bỏ chúng đi và khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Để làm nên những tác phẩm này, người nghệ sĩ đã phải thu gom đến 400kg kim loại phế liệu, 150kg bìa cát tông, 150kg chai nhựa và 150kg bình đựng dầu. Người nghệ sĩ đã mất 2 tuần để làm những tác phẩm này tại thủ đô Cairo, sau đó vận chuyển chúng đến Sharm el-Sheikh. Các tác phẩm được trưng bày tại khu vực triển lãm trong suốt thời gian diễn ra COP27, sau đó dự kiến sẽ được giới thiệu tại nhiều địa điểm khác nhau của thành phố.